đang vươn tới góp sức. Xin được đồng nhiệt chào mừng và nhiệt liệt chào đón các quý vị đại biểu, khách quý về tham dự chương trình giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân mới Giáp Thìn 2024 ngày hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể nhân dân, nhân dịp đầu xuân năm mới, trân trọng gửi tới quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, bình an, năm mới, an khang thịnh vượng. Chúc cho quê hương đất nước ngày càng phồn vinh và thịnh vượng. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể nhân dân, một mùa xuân mới đã về trên quê hương hội họp thân yêu của chúng ta, mang theo bao niềm tin và khát vọng về một hội họp phát triển văn minh, bình yên và thịnh vượng, miền quê của hạnh phúc, miền quê của những nụ cười. Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân năm mới Giáp Thìn 2024 ngày hôm nay, phường hội họp tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân. Đây là một trong chuỗi các hoạt động chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, thành phố và địa phương kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng xuân mới Giáp Thìn 2024, thi đua lập thành tích, chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập phường hội họp, mùng 1 tháng 9 năm 1999, mùng 1 tháng 9 năm 2024, kỷ niệm 125 năm đô thị Vĩnh Yên, 29 tháng 12 năm 1899, 29 tháng 12 năm 2024. Về dự chương trình giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân mới Giáp Thìn 2024 ngày hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào đón các quý vị đại biểu, khách quý. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào đón đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên. Xin được trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào đón đồng chí Hoàng Đình Thuật, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên. Về lãnh đạo địa phương, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào đón đồng chí Nguyễn Tuấn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hội Hợp. Xin được trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào đón đồng chí Phạm Văn Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường. Trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào đón đồng chí Phùng Mạnh Kiều, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân phường. Trân trọng giới thiệu các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể phường, các bà bí thư chi bộ, hiệu trưởng các nhà trường, tổ trưởng các tổ dân phố, hệ thống chính trị các tổ dân phố, trên 250 diễn viên của 12 tổ dân phố và đông đảo nhân dân đến xem, cổ vũ chương trình hôm nay. Trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt cảm ơn các phóng viên báo đài của các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn đến dự và đưa tin. Một lần nữa xin được nồng nhiệt chào đón. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, chương trình giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân mới Giáp Thìn 2024 của chúng ta ngày hôm nay đang được phát trực tiếp trên trang fanpage chính thức của phường hội họp, trang fanpage hội họp tin tức 24 giờ. Quý vị có thể vào đó để bình luận, để chia sẻ những hình ảnh đẹp về quê hương hội họp của chúng ta. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể nhân dân, và để động viên khích lệ các đơn vị tham gia chương trình giao lưu văn nghệ ngày hôm nay và thể hiện nét đẹp văn hóa đầu xuân năm mới, sau đây xin mời 12 chủ nhiệm của 12 câu lạc bộ văn nghệ và hiệu trưởng trường tiểu học Hội Họp B lên sân khấu để nhận cờ lưu niệm và lì xì từ các đồng chí lãnh đạo địa phương. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đại diện của 12 câu lạc bộ văn nghệ và đồng chí hiệu trưởng trường tiểu học Hội Họp B lên sân khấu. Xin trân trọng kính mời các đồng chí. Đừng xây thì quê hương đẹp rồi. Hội họp ơi, vững vững đã đi như cánh chim bằng về phía trước. Đi đàn lòng dân chúng ta xóa đói nghèo. Đường về công thể cả thiên nhiên qua núi hồ. Và đây an phú ngồi chờ. Đổi thay nhanh như quán tiên xưa, tiền sáng lung linh trên ánh trăng đầy ngõ xóm, doanh nhân chung sức xây đời, ta vươn lên từ ngô đồng lúa giống để đàn em cặp sách tươi trường. Hội họp ơi, tiếp bước trong một năm mới. Trân trọng giới thiệu và kính mời các đồng chí lãnh đạo lên tặng cờ và lì xì năm mới cho các đơn vị.
Trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên. Trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Hoàng Đình Thuật, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Tuấn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phạm Văn Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường. Trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phùng Mạnh Kiều, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường. Trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Hội Hợp. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời các đồng chí. Chúng ta nổ một tràng vào tay thật lớn để cảm ơn các đồng chí lãnh đạo cũng chúc mừng các đơn vị tham gia giao lưu trong buổi tối ngày hôm nay. Trân trọng cảm ơn các đồng chí, trân trọng cảm ơn các đơn vị tham gia. Biểu khách quý, như vậy là chúng ta vừa chứng kiến những giờ phút rất trang trọng trong buổi tối ngày hôm nay. Đó là được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo thành phố, lãnh đạo tới dự và động viên, gửi gắm niềm tin để xây dựng phường Hội Hợp ngày một phát triển văn minh, bình yên và thịnh vượng. Trân trọng cảm ơn các đồng chí. Và ngay sau đây, xin mời các quý vị cùng hướng lên sân khấu để đến với màn giao lưu đến từ trường tiểu học Hội Hợp B với Liên Khúc Xuân, thể hiện do đồng chí Đào Chí Mạnh, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường và các thầy cô giáo cùng các nhóm học sinh trên điệu nhảy Shuffle. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời. Xuân đã về, tiếng chúc giao thừa mừng đón mùa xuân. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, cánh nhân bay về cho tim mình nao nức. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, những đôi bay vang chào mừng xuân sang. Nghe âm vang của cung chúc yên lành, đất nước cắm hoa yên tâm an vui. Bao em thơ quê mới tươi cười,
chào một mùa xuân mới. Xuân xuân ơi xuân đã về, kính chúc muôn người biết bao điều mong ước, trong hương xuân ta vẫy chào, kính chúc muôn nhà gặp nhiều an vui. Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết đến trong tim mọi người. Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết đến trong tim mọi người. Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, làn hoa thơm khoe sắc xinh tươi, đàn em thơ khoe áo mới, chạy tung tăng vui pháo hoa. Ngày Tết trên khắp quê tôi, người ra Trung ra Bắc đô Nam, dù đi đâu ai cũng nhớ về thứ vui bên gia đình. Xuân xuân ơi xuân đã về, có nỗi vui nào hơn ngày xuân đến. Xuân xuân ơi xuân đã về, tiếng chúc giao thừa mừng đón mùa xuân. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, cánh nhân bay về cho tim mình nao nức. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, những đôi vai vàng chào mừng xuân xa. Nghe âm vang có cuộc chúc yên lành, đất nước cam hoa yên ấm an vui. Thao em thơ khỏe mới tươi cười, chào một mùa xuân mới. Xuân xuân ơi xuân đã về, kính chúc muôn người cho điều mong ước, trong hương xuân ta vẫy chào, kính chúc muôn nhà gặp nhiều an vui. Chúng ta đang được chứng kiến những màn pháo hoa thật là đặc sắc. 25 dàn pháo hoa tượng trưng cho 25 năm Trung Quốc được trở thành một phương của trung tâm đô thị Vĩnh Yên của chúng ta. Một màn pháo hoa rất ý nghĩa với 25 dàn pháo hoa tượng trưng cho 25 năm hội hợp trở thành một phương của đô thị Vĩnh Yên. Những màn pháo hoa thật đẹp.
Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, một màn pháo hoa thật là mãn nhãn phải không ạ? Một tràng pháo tay thật lớn cho các đồng chí lãnh đạo địa phương đi ạ. Đó, vâng, xin trân trọng cảm ơn toàn thể các quý vị. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào chương trình giao lưu của các đơn vị tổ dân phố, 12 tổ dân phố của chúng ta ngày hôm nay. Theo quan sát của chúng tôi thì hiện tại sân vận động của chúng ta đang rất là đông. Trên tuyến phố đi bộ An Bình ngày hôm nay thứ bảy chúng ta đã được khởi động lại sau kỳ nghỉ Tết, và một chút nữa thôi thì chắc chắn là sân vận động này sẽ chật kín đấy ạ. Tôi hy vọng là như vậy ạ. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây xin mời quý vị đến với tiết mục giao lưu của tổ dân phố Nguôi với đơn ca Nam Văn Thanh cùng tô múa phù họa với ca khúc Dấu Chân Phía Trước, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Một tràng pháo tay thật lớn ạ. Vâng, xin cảm ơn quý vị.
Xin trọng cảm ơn Văn Thanh cùng tôi múa phụ họa đến từ tổ dân phố Ngôi. Một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, và ngay sau đây xin mời quý vị đại biểu khách quý đến với tiết mục của tổ dân phố Tiên Sơn với liên khúc Quê hương Ba Miền, sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn. Tam ca nữ cùng tốp múa phụ họa và tổ dân phố Hốp chuẩn bị. Trân trọng giới thiệu và kính mời tổ dân phố Tiên Sơn. Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, ngàn hoa thơm khoe sắc xinh tươi, đàn em thơ khoe áo mới chạy tung tăng vui pháo hoa. Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, người già trung gia bác phố Nam, dù đi đâu ai cũng nhớ về chung vui bên gia đình. Mới Giáp Thìn 2024 của chúng ta ngày hôm nay đang được phát trực tiếp trên trang fanpage chính thức của phường, trang fanpage hội họp tin tức 24 giờ và trang của thành phố Vinh Yên là Văn hóa Vinh Yên. Quý vị có thể vào đó để chia sẻ, để bình luận, để like và chia sẻ những hình ảnh thật là đẹp về quê hương hội họp của chúng ta, về các ca sĩ không chuyên, các diễn viên không chuyên đến từ các tổ dân phố cũng như trường tiểu học Hội Hợp B.
đến Huế rồi thăm dòng sông Hương, đường qua ví xa chợ đồng ba ngự đình, tham lang di tịch thăm thiên mù, tóc về chớm vai nghiêng lõm qua tràng tiền, đêm trăng buồn bên ly bên lỡ ai mong chờ xa rồi mà lòng thương Huế đẹp mơ. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn tiết mục liên khúc quê hương ba miền đến từ tổ dân phố ở Tiên Sơn. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với tiết mục của tổ dân phố Húc với tựa đề Trời Hội Xuân, sáng tác Tình Hải qua biểu diễn của Thu Phương, Kim Xuyến, Hồng Thái, Xuân Trường cùng tốp múa phù họa. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời tổ dân phố Quán Tiên chuẩn bị. Được. Tiền tụp tì bắt mùa cầu lòng lạnh, lòng lon quai khao trong tranh áo dài thế ra thương, chỉ hai đi chạy hội thì là anh ba đi chạy hội, tưng bừng là chê xóm dưới xôn xao một ngày xuân. Xuân tình tiếng chào đường duyên hai, giờ là chị hai đi chơi hội, giờ anh ba đi chơi hội, thắp hồng dài ngọn đèn tiễn ta mang lá về hội xuân. Ooh.
rằng chỉ qua xiết gian cho lòng ai yêu cũng nhớ thầm tình quen trong một cắn nghĩa để dài trăm lần. Xin được trân trọng tiết mục đến từ tổ dân phố Hốp Chảy Hội Xuân. Chúng ta đã nhìn thấy những chiếc áo the, khăn xếp. Chúng ta cũng hình dung ra những cảnh làng quê, cây đa, bến nước, sân đình với những lễ hội truyền thống của dân tộc Việt Nam. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn. Và ngay sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục đến từ tổ dân phố Quán Tiên. Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác, sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên qua sự thể hiện của Phạm Tĩnh cùng tốp múa phù họa. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
Vâng, xin được trân trọng cảm ơn tiết mục đêm nghe hát Đò Đưa Như Bác đến từ tổ dân phố Quán Tiên. Một hình tượng kết rất đẹp, hình tượng Tổ quốc Việt Nam với lá cờ đỏ tung bay trong ngày thống nhất. Và dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam đã sinh ra Hồ Chủ tịch và chính Hồ Chủ tịch cũng làm rạng danh non sông đất nước Việt Nam. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu khách quý. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây trân trọng giới thiệu và kính mời quý vị đến với tiết mục Giai điệu Tổ quốc, sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, thể hiện top ca nam nữ cùng top múa phụ họa đến từ tổ dân phố Cả. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Và kính thưa quý vị, theo quan sát của chúng tôi ở trên sân khấu này, hiện tại sân vận động của chúng ta có hàng nghìn khán giả
Chương trình của chúng ta đang được phát trực tiếp trên trang fanpage Hội Hợp Tin Tức 24 giờ và trang fanpage Văn Hóa Vĩnh Yên. Chúng ta có thể vào trang Facebook đó để chúng ta lan tỏa chia sẻ những hình đẹp nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn. Tôi nghe giai điệu tổ quốc tôi dịu dàng trong tiếng du hời. Tôi nghe giai điệu tổ quốc tôi trầm sâu trong tiếng đất trời. Tôi nghe trong lời yêu nhau, tôi nghe trong lời tha thiết phút hành quân mẹ tiễn đưa con. Giai điệu nhớ, giai điệu thương theo suốt con đường. Và tôi yêu, và tôi hát lời yêu thương, lời mong cháy tháng ngày này đất nước ơi, tổ quốc của chúng tôi. Và tôi yêu, và tôi hát lời yêu thương, lời mong cháy đất nước ơi, tổ quốc của chúng trong tiếng chiêng đồng. Tôi nghe trong đoàn quân đi, tôi nghe trong lời báo tố 4.000 năm đất nước gian lao. Giai điệu cháy trong tình thương đất nước muôn vàn. Và tôi yêu, và tôi hát lời yêu thương, và tôi hát lời yêu thương, lời mong cháy tháng ngày lầy đất nước ơi, tổ quốc của chúng tôi. Và tôi yêu, và tôi hát lời yêu thương, lời mong cháy tháng ngày lầy đất nước ơi, tổ quốc của chúng tôi. Và tôi yêu, và tôi hát lời yêu thương, lời mong cháy tháng ngày lầy đất nước ơi, tổ quốc của chúng tôi, tổ quốc của chúng tôi, tổ quốc của thank you.
Xin được trân trọng cảm ơn tiết mục Giai điệu Tổ quốc đến từ Tổ dân phố Cảng. Xin được trân trọng cảm ơn các anh chị. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân, và tiếp ngay sau đây, xin mời quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân đến với tiết mục hát chầu văn với tựa đề Bài ca đất nước dân người do Thúy Bình cùng tốp múa họa đến từ Tổ dân phố Núi biểu diễn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục hát văn. Thank you.
Xin được trân trọng cảm ơn tiết mục hát văn đến từ tổ dân phố núi. Xin cảm ơn chị Thúy Bình cùng tốt múa phù ạ. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, ban tổ chức xin trân trọng thông báo hiện tại các chiến sĩ dân quân của chúng tôi đang bế một cháu bé thì mặc áo phao đỏ, đi giày đỏ, một cháu bé khoảng 2 tuổi. Phụ huynh nào khẩn trương chúng ta liên hệ với hướng tay tôi chỉ đồng chí dân quân đang bế đấy ạ. Đây thì phụ huynh nào có con nhỏ của tổ dân phố An Phú với tựa đề Vinh Quang Tổ Quốc Ta, sáng tác của nhạc sĩ Trần Đức Lâm qua sự thể hiện của tốp ca nam nữ cùng tốp múa phù họa. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tổ dân phố Trà Hai chuẩn bị. Người dân hương đi lễ chùa. Năm ngày Tết ta chúc cho nhau một năm Tết sung túc an vui, mọi nông dân thêm lúa tốt, thương gia mau phát tài. Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, ngàn hoa thơm khoe sắc xinh tươi, đàn em thơ khoe áo mới chạy tung tăng vui phát. Lên tổ quốc ta ơi, từ 4.000 năm cha ông ta giữ. Bay lên tổ quốc ta ơi, nổi tung dòng thiên thang dơ đời đời. Con nghe âm vang tiếng trống đồng rung loạn ta. Con nghe âm vang tiếng cơm mài trên mái nhà. Biển khơi sóng cao, rừng sâu nghe cao. Con nghe âm vang tiếng trong lòng rung lòng ta.
xuân cả nước anh quân vượt qua nở hoa, tổ quốc ta ơi, nơi trong tổ biển ơi, vẫn vững một con biển là yêu dấu, thiết tha ta vội thế người, bắt đi những lời ba hô, vì đâu đang lặng tự do tiến lên phía trước, vì có đâu mà làm ta đi giữa đường. Trân trọng cảm ơn tiết mục đến từ tổ dân phố An Phú với tựa đề Vinh Quang Tổ quốc ta. Kính thưa quý vị, ngay sau đây xin mời quý vị đến với tiết mục Hào khí Việt Nam, sáng tác của nhạc sĩ Phan Thanh Tùng đến từ tổ dân phố Già Hai do Ngân Giang cùng với tốp nam nữ phụ họa. Xin mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục Hào khí Việt Nam. Tổ dân phố lẻ hai chuẩn bị. Thank you.
Xin được trân trọng cảm ơn một tiết mục hết sức sôi động, có cả múa và cả võ thuật ở trong tiết mục của chúng ta ngày hôm nay, tiết mục với tựa đề Hào khí Việt Nam đến từ tổ dân phố Trà Hai. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây xin mời quý vị cùng toàn thể nhân dân đến với tiết mục của tổ dân phố Lệ Hai có tựa đề Thư tình của núi, sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên, biểu diễn Ngọc Anh cùng tốp nam nữ phù họa. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tổ dân phố Trà Một chuẩn bị. Rồi
giống như cùng đàn ngân dài. Một lần đi tuần tra anh tới gặp em bên quê hát gì mà rừng ban nở trắng xinh, cùng lắng nghe em hát những yêu thương cuộc đời để đời bao thương nhớ trong lòng mình. Một cô gái miền núi đã sang còn đưa tình, rồi một hôm anh ghé qua thăm ghen còn nữa tim mình và là quý điều này hoa lao lưng nhịp trầm thanh du có lắm đất rừng. Từ xa em đã thấy tôi giờ có vui em ơi, em cho tôi vòng nhỏ và từ ấy người thương thì hãy qua hát mình sẽ gặp một rừng ban nở trắng. Một tình yêu là có lưỡi lưỡi rừng Vâng ạ, một tràng pháo tay lớn hơn nữa được không ạ? Đó, vâng, kính thưa quý vị vừa được thưởng thức tiết mục Thơ Tình Của Núi do đồng chí Ngọc Anh thể hiện. Đồng chí Ngọc Anh là chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự phường Hội Hợp và cũng là bí thư chi đoàn thanh niên của tổ dân phố. Một đồng chí hoạt động rất năng nổ trong hoạt động đoàn cũng như hoàn thành tốt các nhiệm vụ của địa phương giao. Một lần nữa xin được cảm ơn tổ dân phố lẻ 2. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với tiết mục đến từ tổ dân phố Trà 1 qua giọng ca của Thùy Dung cùng tốp múa phù họa với tựa đề Một Vòng Việt Nam, sáng tác của nhạc sĩ Đông Thiên Đức. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
bao ký ức xót xa hồi hoàng. Mùa xuân nhìn dòng sông cùng em mãi chạy về hướng đông. Còn có vẻ lời ru của cha bao lâu hát ru của mẹ. Còn bao nhiêu lời ru con vẫn chưa được nghe. Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặc lửa khói dây xeo tháng năm. Người Việt Nam da nâu mắt đen, thao thầm bất khuất như cánh sen. Việt Nam ơi quê hương ta ơi, biển lúa chín vàng xanh ngát trời. Vọng tiếng ai hò vì nhớ con đò ai. Dậy với tôi nào, dạo với tôi nào, dạo khắp một vòng Việt Nam. Nhìn non sông trời vươn đất phố. Cùng với tôi nào, dạo với tôi nào, dạo khắp một vòng Việt Nam. Không quên đi gửi trong với Việt Nam. Cùng với tôi nào, dạo với tôi nào, dạo khắp một vòng Việt Nam. Không quên đi gửi trong với Và xin trân trọng cảm ơn giọng ca Thùy Dung với tác phẩm Một Vòng Việt Nam đến từ tổ dân phố Trà Một. Và kính thưa quý vị, ngay sau đây xin mời quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân đến với nam giọng ca nam Xuân Quân cùng tốp múa phụ họa đến từ tổ dân phố Yên với ca khúc Dấu Chân Phía Trước, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Ngược dòng lịch sử, trở về những năm tháng hào hùng của dân tộc Việt Nam, những người nông dân hiền lành, chất phác, chân lấm tay bùn, hăng say lao động sản xuất để làm ra những hạt thóc vàng. Ai ơi bưng bát cơm đầy, gieo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Thực dân Pháp nổ phát súng đầu tiên đánh chiếm bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Triều đình nhà Nguyễn nhu nhược đầu hàng, nước ta trở thành nước thuộc địa nửa phong kiến. Thực dân Pháp đã áp dụng chính sách cai trị vô cùng hà khắc, tàn bạo để đàn áp, bóc lột nhân dân ta, hòng tiêu diệt giống nòi Việt. Người Đông tìm đường cứu nước, đường cách mệnh vẫn tối tăm mờ mịt, chí dũng có thừa mà chưa tìm được lối đi.
đau đớn trước cảnh nước mất nhà tan, nỗi thống khổ của nhân dân lao động. Người thanh niên Nguyễn Tất Thành, người con làng Sen ấy đã sớm hình thành khát vọng tìm đường giải phóng dân tộc và có tầm nhìn độc lập, sáng tạo so với các tiền bối. Để rồi, ngày 5 tháng 6 năm 1911, người rời bến cảng Nhà Rồng khởi đầu một cuộc hành trình cứu nước kéo dài suốt 30 năm, để rồi sau đó đã mang về ánh sáng tự do cho dân tộc. Đất nước đẹp vô cùng nhưng bắc phải ra đi. Là Hà Nội, người ta đến đâu đi xa, quê hương còn chim tôm, người ta đến đâu đi xa, đi thôi con là Hà Nội, người ta lên tàu đi xa, đi đến nhà rồng đầy nước mắt, bước chân bắt đặt xuân này. Dấu chân không nhìn thấy, dấu chân không em không ngờ, dấu chân không là dấu nắng, người ngón chân giữa gần dấu. Dấu chân của sáng đứng lơ, làm hai vai là tổ quốc, chắc người dưng dưng nước mắt, trái tim căm dần bên người. Tôi còn là hạt bụi, người ta lên tàu đi xa, đi quê hương còn chim tôi, người ta lên tàu đi xa, để tôi được là Việt Nam, để tôi mặt trời thật dài, để nghe tin mình thay đổi, để người người sống tự do. Nhẹ nhàng đôi chân mà bước, bác ta là người đi trước, vai sừng bằng sông mở lối cho tôi có cả cuộc đời, cho tôi có cả cuộc đời. Còn chưa có người ta đi tàu đi xa,
nước là Việt Nam, để tôi mặt trời gặp lại, để nước mình thay đổi, để người người sống tự do, nhẹ nhàng đôi chân mà bước, bác ta là người ai dừng tắm sớm mơ đôi cho tôi có cả cuộc đời cho tôi có cả cuộc đời. Một tràng pháo tay thật lớn hơn được đúng không ạ? Một tiết mục dàn dựng hết là sức là công phu, khái quát được dân tộc ta từ thân phận nô lệ trở thành con người làm chủ vận mệnh, làm chủ đất nước, và hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh khi còn mang danh mang tên là Nguyễn Tất Thành, một hình ảnh rất quen thuộc với chiếc mũ và bộ quần áo rất là giản dị đúng không ạ? Kính thưa quý vị, như vậy là chúng ta vừa trải qua những cung bậc cảm xúc hết sức là xúc động. Kính thưa quý vị, ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với tiết mục tiếp theo, đến từ tổ dân phố 01 với tiết mục Hãy đến với con người Việt Nam tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Nghĩa do top ca nam nữ cùng top múa phụ họa. Kính mời quý vị cùng thưởng thức. Xin mời tiết mục của trường tiểu học Hội Hợp B chuẩn bị. Châu bốn phương Việt Nam đất nước chúng tôi xin chào, ngày nào còn chìm trong khói bom mà giờ đây cất cao lời ca vang. Hà Nội thủ đô hoàng kim tôi yêu, được sự vô xa đã vui thêm nhiều, cầu bảo nam dồn vang tiếng ca, ngàn bàn tay với nhau chào thương nhau. Phải còn hôm nay bao nhiêu đôi ngày hòa theo sức sống với bao công trình, từng bàn tay cùng nhau đắm say để giờ đây chúng tôi gọi mời. Hãy đến với những con người Việt Nam ơi, đến với quê hương đất nước thanh bình, đến với tết đón giao thừa ngày 30 với những chiến công mùa xuân năm ấy. Quê hương tôi đây đã sống hôm qua, quê hương tôi đây vẫn sáng hôm nay, quê hương tôi đây sẽ mãi mãi sau còn danh non sông trái tim Việt Nam. Châu bốn phương Việt Nam đất nước chúng tôi xin chào, ngày nào còn xin trong khói bom mà giờ đây cất cao lời ca vang. Một ngày cha ông vang danh núi sông, một ngày đất nước đứng lên thanh bình, ngày tuổi trẻ cùng bao cánh tay, ngày hôm nay bước lên cùng trên đất nâu, giờ đây đã hoa những thân lúa vàng, tôi và trong từng trang danh thơ giờ cũng đã trái tim mỉm cười. Hãy đến với những con người Việt Nam thôi, đến với quê
đón giao thừa ngày 30 với những chiến công mùa xuân năm mấy. Quê hương tôi đây đã sống hôm qua, quê hương tôi đây vẫn sáng hôm nay, quê hương tôi đây sẽ mãi mãi sau và danh non sông trái tim Việt Nam. Hãy đến với những con người Việt Nam tôi, đến với quê hương đất nước thanh bình, đến với Tết đón giao thừa ngày 30 với những chiến công mùa xuân năm mấy. Quê hương tôi đây đã sống hôm qua, quê hương tôi đây vẫn sáng hôm nay, quê hương tôi đây sẽ mãi mãi sau làm dậy non sông trái tim Việt Nam. Xin cảm ơn tiết mục đến từ tổ dân phố lẻ 1. Xin cảm ơn các anh chị. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với tiết mục của trường tiểu học Hội Hợp B với tựa đề Xuân Về Trên Rừng Núi, do thầy giáo Đào Chí Mạnh cùng các thầy cô giáo, học sinh nhà trường biểu diễn và điều nhảy Sư Phổ. Mây trắng bay nhìn quanh tôi một núi cao hòa vào mây trời bát ngát, đường tôi đi một ngàn sắc hoa, con suối reo gọi mời người phương xa hãy cùng đến đây tây bắc khi xuân về, lập nón vươn mình đón nắng đón mùa xuân ghé qua ruộng bậc thang xa xa rừng đa hoa và thơm ngát, ở nơi đây họ đón xuân đơn giản nhưng yên bình, ai cũng sẽ lên một lần đến đây tây bắc khi xuân về. Xuân về trên rừng núi nâng chén ta chúc mừng, cầu năm bình an ấm no cho bạn làng. Xuân về trên rừng núi mong suốt năm được mùa, để làng ta được ấm no hạnh phúc suốt đời. Màn sương buông hòa vào ánh nắng, gió lạnh mây trắng bay nhìn quanh tôi một núi cao hoa vàng mây bay bát ngát, đường tôi đi một ngàn sắc hoa, con suối reo gọi mời người phương xa hãy cùng đến đây tây bắc khi xuân về, lập nón vươn mình đón nắng đón mùa xuân ghé qua ruộng bậc thang xa xa rừng đa hoa và thơm ngát, ở nơi đây họ đón xuân đơn giản nhưng yên bình, ai cũng sẽ lên một lần lên đây tây bắc khi xuân về. Xuân về trên rừng núi nắng chắn ta chúc mừng, cầu một năm bình an ấm no cho bạn làng. Xuân về trên rừng núi mong suốt năm được mùa, để làng ta được ấm no hạnh phúc suốt đời. Xuân về trên rừng núi nắng chắn ta chúc mừng, cầu một năm bình an ấm no cho bạn làng. Xuân về trên rừng núi mong suốt năm được mùa, để làng ta được ấm no hạnh phúc suốt đời. Xin cảm ơn. Chào nào.
Ok, thưa quý vị, một tiết mục mang đến cho chúng ta một năng lượng khổng lồ. Kính thưa quý vị, thầy giáo Đào Chí Mạnh, bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường tiểu học B cùng với các thầy cô và các bạn học sinh vừa biểu diễn một tiết mục đã trao cho chúng ta rất nhiều năng lượng. Và xin được tiết lộ với quý vị, có lẽ ở đây là rất nhiều quý vị đã biết rồi, thầy giáo Đào Chí Mạnh có rất nhiều thành tích trong giáo dục cũng như trong công tác xã hội. Và mới đây thầy Đào Chí Mạnh vinh dự là người Việt Nam duy nhất và là một trong 20 người trên toàn thế giới nhận giải thưởng Gucci, giải thưởng Hòa bình thế giới năm 2023. Một tràng pháo tay thật lớn cho thầy giáo Đào Chí Mạnh cũng như địa phương chúng ta, rất vinh dự. Kính thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã trải qua một lượt 12 tiết mục đến từ 12 tổ dân phố. Càng về sau các tiết mục càng xuất sắc và chúng tôi đón nhận được số lượng rất đông khán giả đến từ sân vận động của chúng ta, đến từ trung tâm văn hóa của chúng ta để xem và cổ vũ cho các tiết mục. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đến với tiết mục đến từ tổ dân phố Yên, có tựa đề Nắng có còn xuân, sáng tác của nhạc sĩ Trần Hoàn do Quỳnh Anh và Tốp Múa Phù Ạ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Như xuân chờ đông tình
hương trên mỗi em. Vâng, xin được cảm ơn Quỳnh Anh đến từ tổ dân phố Yên với tiết mục Nắng có còn xuân. Và kính thưa quý vị, ngay sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Xuân Họp Mặt sáng tác của nhạc sĩ Văn Phụng do top ca nam nữ cùng top múa phụ họa đến từ tổ dân phố Nguyên biểu diễn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
nắng vàng, khắp chốn tiếng reo vang. Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng, trong gió ngàn mừng đón xuân sang. Vui mùa xuân năm nay gần nhau, nhớ khi nào lúc xa đi, cầm tay hàn nhau chờ nhau đến bên cầu nắng xuân sau. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng, trong nắng vàng khắp chốn tiếng reo vang. Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng, trong gió ngàn mừng đón xuân sang. Vui mùa xuân năm nay gần nhau, hát vang cầu mến thương nhau, cầm tay nhìn nhau cùng mơ ước mơ xuân đến đau lòng. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng, trong nắng vàng khắp chốn tiếng reo vang. Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng, trong gió ngàn mừng đón xuân sang. Nâng phím đàn cùng hát ca vàng, trong gió ngàn mừng đón xuân sang. Mừng mừng nghe lời nhau, xuân mừng xuân mừng mừng xuân. Kính thưa quý vị, một thông tin hết sức là bất ngờ, hết sức là tuyệt vời đến từ các đồng chí lãnh đạo địa phương. Kính thưa quý vị, như chúng ta đã chứng kiến thì từ đầu đến giờ các tiết mục của các đơn vị đầu tư rất là công phu, hoành tráng, đẹp mắt. Số lượng của các đơn vị, số lượng diễn viên của các đơn vị tham gia rất là đông. Mặc dù là chỉ là giao lưu văn hóa văn nghệ thôi, không phải là một cuộc thi, nhưng các đơn vị đã đầu tư rất là công phu, rất là chỉn chu. Chính vì những lý do đó, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường quyết định thưởng nóng thêm cho mỗi đơn vị 1 triệu đồng nữa. Một tràng tay thật lớn để cảm ơn các đồng chí lãnh đạo địa phương ạ. Ngay sau khi chương trình này kết thúc thì đề nghị các đơn vị chúng ta cử đại diện ở lại để nhận tiền từ ban tổ chức. Kính thưa quý vị, đó là những điều tuyệt vời, sự động viên kịp thời đến từ các đồng chí lãnh đạo. Và kính thưa quý vị, bản thân tôi là một MC, cũng là một phóng viên của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thành phố Vĩnh Yên, đi rất rất nhiều đơn vị trong thành phố cũng như các đơn vị huyện bạn, thì hiếm thấy có lãnh đạo nào mà ngồi tham dự cổ vũ chương trình với nhân dân chúng ta từ đầu đến cuối như ở hội họp chúng ta. Một tràng pháo tay nữa, rất là tuyệt vời. Đó là một sự động viên, một sự cổ vũ đến từ các đồng chí lãnh đạo của chúng ta, những con người hết mình vì công việc, những con người hết mình vì nhân dân và hết lòng vì sự phát triển của quê hương Hội Họp Bình Yên Thịnh Vượng. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Xuân Họp Mặt, một sáng tác của Văn Phụng, do tốp ca nam nữ, tốp ca nữ cùng tốp múa phụ họa đến từ tổ dân phố Cả. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Ban tổ chức có nhận được đề nghị từ một quý vị nhân dân đến tìm một bạn Trần Mỹ Phương đến từ lớp 4B trường tiểu học Hội Hợp B. Các bạn có ở đâu thì trở về vị trí kỹ thuật của ban tổ chức chúng tôi. Một lần nữa thì ban tổ chức trân trọng thông báo. Bạn Trần Mỹ Phương, lớp 4 trường tiểu học Hợp B, ở đâu chúng ta trở lại ở bên vị trí cánh gà, vị trí kỹ thuật của chúng tôi để liên hệ. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng tiếp tục chương trình. Thank you.
Xin được trân trọng cảm ơn tiết mục đến từ tổ dân phố cả. Và ngay sau đây xin mời quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân đến với tiết mục của tổ dân phố An Phú với tiết mục Vĩnh Phúc ơi miền non nước yêu tình, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Tiến qua sự thể hiện của Thu Hằng cùng tốp múa phụ họa. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tổ dân phố Trà Hai chuẩn bị.
vùng đất của người Việt cổ. Thank you.
Xin được trân trọng cảm ơn tiết mục Vĩnh Phúc ơi miền non nước yêu tình, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyên Tiến qua sự thể hiện của Thu Hằng cùng tốp múa của họ đến từ tổ dân phố An Phú. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với tiết mục hát chầu văn Cô Đôi Thượng Ngàn đến từ tổ dân phố Trà Hai do Kim Thoa cùng tốp múa phụ họa. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Sau tiết mục này thì sẽ là đến tiết mục của tổ dân phố Tiên Sơn. Mời tổ dân phố Tiên Sơn chuẩn bị. Thank you.
Cảm ơn Kim Thoa cùng với Tô Phủ Hòa đến từ tổ dân phố Trà Hai. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn. Okay, thưa quý vị, liên tục chương trình trong ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với tiết mục Đảng đã cho ta một mùa xuân, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hà đến từ tổ dân phố Tiên Sơn, tốp ca cùng tốp ca nam nữ cùng tốp múa Phủ Hòa. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Một mùa xuân đầy ước vọng, một mùa xuân tươi tràn khắp nơi nơi. Đảng đã mang về tuổi xuân cho nước non, vang tiếng hát ca chưa tràn niềm yêu đời. Bao năm khổ đau đất nước ta không mùa xuân, cuộc đời tâm tôi trốn lao tù bao hận. Vầng dương hè sáng khi khắp nơi ta có đàn, bóng tối lui dần tiếng chim vui hót vang. Bạn ơi mùa xuân khắp nơi tươi đẹp quá, khi ly tường đàn rực sáng cho tim chúng ta. Đàn đã cho ta cả mùa xuân của cuộc đời, truyền cho ta một niềm tin có tương lai. Đảng đã mang lại tình yêu cho nước non, thế giới quanh ta ân hoan là tiếng cười. Xua đi màn đêm chiến tranh gieo bao khổ đau, cuộc đời từ nay sẽ sang tươi như mùa xuân. Vượt mọi gian khó càng huy hoàng. Bạn ơi mùa xuân khắp nơi tươi đẹp quá, khi ly tường đàn rực sáng cho tim chúng ta.
ta một mùa xuân đầy ước mong, một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi. Đàn đã mang về tuổi xuân cho nước non, tháng tiếng hát ca chưa tràn niềm yêu đời. Bao năm khổ đau đất nước ta không mùa xuân, mọi gian khó đã tiến lên khi theo đàn bắn giá tan dần ánh dương càng huy hoàng. Bạn ơi mùa xuân khắp nơi tươi đẹp quá, khi lý tưởng đàn rực sáng cho tim chúng ta. Bạn ơi mùa xuân khắp nơi tươi đẹp quá, khi lý tưởng đàn rực sáng cho tim chúng ta. Mùa xuân khắp nơi tươi đẹp quá, khi lý tưởng đang rực sáng trong tim chúng ta. Bạn ơi mùa xuân khắp nơi tươi đẹp quá, khi lý tưởng đang rực sáng trong tim chúng ta. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với tiết mục Xuân đẹp làm sao, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn đến từ song ca nữ Kim Thoa, Hồng Ánh cùng tốp múa phù họa tới từ tổ dân phố 01. Xin mời quý vị cùng thưởng thức, và tổ dân phố trà 1 chúng ta chuẩn bị.
thân đầm đà bước bôn ba về lòng lữ khách xa nhà. Ngoài trời xuân pháo nổ vang xanh đi đường, mình mừng xuân mất giữa mai vàng bánh trưng. Trên khắp quê hương mình người người tay nắm tay môi nở nụ cười chúc sang năm thịnh vượng và phát tài hơn. Ôi những làng đỏ môi má ngày xuân, bó tình quân đến sao em thèm thùng. Từng nụ cười người thơ mừng xuân từ lâu ngóng chờ, bạn bè cùng lâng ly uống cạn mừng xuân mới ra. Đẹp làm sao lá xuân yên trong lòng người, đẹp làm sao lá hoa mượt mà thắm tươi. Xuân đến đây tô màu ra người như bức tranh xinh đẹp tuyệt vời, khắp xa gần người mãi mãi chờ xuân. Xuân đến đây tô màu ra người như bức tranh xinh đẹp tuyệt vời, khắp xa gần người mãi mãi chờ xuân. Xin cảm ơn tân tâm mục Xuân đẹp làm sao đến từ tổ dân phố lẻ một. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với tiết mục của tổ dân phố trạm một có tựa đề Mùa Xuân Dâng Đảng, một sáng tác của nhạc sĩ Huy Thục qua thử thể hiện của top ca nam nữ cùng top múa phụ họa. Xin mời tổ dân phố trạm một và tổ dân phố lẻ hai chúng ta chuẩn bị. Thank you.
xuân đến với nước âm nhạc, tiếng chim sinh sôi sắc đỏ. Xin chân trọng cảm ơn tiết mục Mùa Xuân Dương Đảng đến từ tổ dân phố Trà Một. Và ngay sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân đến với tiết mục tiếp theo đến từ tổ dân phố 02 có tựa đề Xuân Đẹp Làm Sao, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn do Thanh Thúy cùng túp múa phụ họa. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời. Và đơn vị tổ dân phố núi chúng ta chuẩn bị. Đẹp làm sao gió xuân miên man cảnh đào, đẹp làm sao bướm hoa trao tình với nhau, xuân đến đêm vui về mọi nhà, duyên đôi ta thật đồng đà, bước bôn ba người lòng lưu khách xa nhà. Ngoài trời xuân pháo lộ vang đến đi đúng, mình mừng xuân mất dưa mai vàng manh trưng, trên khắp quê hương mình người người tay lắm tay môi lờ lù cười, chúc sang lắm thịnh vượng và phát tài hơn. Hỡi những làng đó đôi má ngày xuân, má tình quân đến sao em thẹn thùng, cùng nụ cười ngây thơ mừng xuân từ lâu ngóng chờ, bạn bè cùng lâng ly uống cạn mừng xuân mới sang. Đẹp làm sao dáng xuân in trong lòng người, đẹp làm sao lá hoa mướt má thắm tươi, xuân đến nay tô màu rạng ngời như bức tranh xinh đẹp tuyệt vời, khắp xa gần người người mãi mãi chờ xuân. Đẹp làm sao gió xuân mơn man cảnh đào, đẹp làm sao bướm hoa trao tình với nhau, xuân đến đêm vui về mọi nhà, duyên đôi ta thật đậm đà, bước bôn ba gửi lòng lưu khách xa nhà. Ngoài trời xuân pháo lộ vang lên thì đúng, mình mừng xuân mất gưa mai vàng bánh trưng, vui về mọi nhà, duyên đưa đôi ta thật là bờ bôn ba gửi xa nhà. Ngoài trời xuân pháo lộ vang lên thì đúng, mình mừng xuân mất dưa mai vàng bánh trưng, trên khắp quê hương mình người người tay nắm tay môi lờ lùa cười, chúc sang lắm thịnh vượng và phát tài hơn. Đôi má ngày xuân,
nụ cười ngây thơ mừng xuân từ lâu ngóng chờ, bạn bè cùng lắng nghe uống càng mừng xuân mới sang. Đẹp làm sao sáng xuân yên trong lòng người, đẹp làm sao lá hoa mướt má thắm tươi, xuân đến nay tô màu rạng ngời như bức tranh xinh đẹp tuyệt vời. Khắp xa có những người, người mãi mãi chờ xuân. Trân trọng cảm ơn tiết mục Xuân đẹp làm sao đến từ tổ dân phố 02. Và ngay sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân đến với tiết mục Múa những cô gái Thái đến từ tổ dân phố núi. Xin mời tổ dân phố núi và tổ dân phố hốp chúng ta chuẩn bị. Thank you.
Xin trân trọng cảm ơn tiết mục múa những cô gái Thái đến từ tổ dân phố núi. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục múa hát về tổ quốc hôm nay đến từ tổ dân phố Hốp. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Ở tổ dân phố Quán Tiên chúng ta chuẩn bị. Sông núi biển trời, nghe trái tim sao xuyến bồi hồi, lòng xốn sang bao niềm vui mới. Bao niềm vui mới. Xin có trong từng câu hát
Vâng, xin được trân trọng cảm ơn tiết mục múa hát về Tổ quốc hôm nay đến từ tổ dân phố Hốp. Và ngay sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời quý vị cùng đến với bài hát Vĩnh Phúc quê em do Thu Phương cùng tốp múa phụ họa đến từ tổ dân phố Quán Tiên thể hiện. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức. Ai về đón ánh bình minh, bức tranh quê mới truyền mình đẹp thay, cùng nhau vui hát đắm say, Vĩnh Yên đổi mới từng ngày đẹp tươi. Xuân đã đến tương lai phơi phới, hội hợp quê tôi đổi mới thanh thang, khúc ca ngày mới ngân vang, đẹp tươi Vĩnh Phúc rộn ràng nơi nơi. Ai lên miền ai về miền xuôi, nhớ ghé về thăm quê em Vĩnh Phúc, mảnh đất linh thiêng của người biển cổ, nơi khởi nguồn văn hóa phù du. Về nghe em kể truyền thuyết cha dòng, về nghe hát sông trong quán mùa mưa, người ơi có nhớ Bác Hồ ghé thăm, riêng ngọt ngọt lòng nước như hương soi, thiên thiên tây thiên thỏa lòng nguyện ước, tam đảo mờ sương mây trắng bồng bềnh, đầm bạc trong xanh bao quanh thành phố, thiên lạc vĩnh cửu nắng thơm hương lúa, bình xuyên khai hoang tiếng mây rộn ràng, hạnh phúc ấm no quê hương ngời sáng. Về đây với em sẽ đắm say lòng, Vĩnh Phúc quê em lộng lẫy biển đường, Vĩnh Phúc quê em lộng lẫy biển đường. Trở về Vĩnh Phúc hôm nay, mây bay bay bồng bềnh tam đảo, trở về đồng lúa mênh mông nơi bâng khuâng tràn đầy nỗi nhớ, quê hương ấy còn mãi trong trái tim của mỗi con người đất Việt, với mối tình đằm thắm duyên quê và những miền quê hòa mình với đất trời như một thiên đường của một cõi đi về. Vĩnh Phúc quê ta ơi, tự hào với những chiến công của lớp lớp cha ông đi trước, còn mãi ngày nay rạng ngời cho những ngày đổi mới. Ai lên miền ai về miền xuôi, nhớ ghé về thăm quê em Vĩnh Phúc, mảnh đất linh thiêng của người Việt cổ, nơi khởi nguồn văn hóa phù du. Về nghe em kể truyền thuyết cha dòng, về nghe hát sông trong quán mùa mưa, người ơi có Bác Hồ ghé thăm, riêng lộc ngọt lành nước như hương soi, thiên thiên tây thiên thỏa lòng nguyện ước, tam đảo mờ sương mây trắng bồng bềnh, đầm vàng trong xanh bao quanh thành phố, thiên lạc vĩnh cửu nắng thơm hương lúa, bình xuyên khai hoang tin mây rộn ràng, hạnh phúc ấm no quê hương ngời sáng. Về đây với em sẽ đắm say lòng, Vĩnh Phúc quê em lộng lẫy biển đường, Vĩnh Phúc quê em lộng
câu lạc bộ văn nghệ phố Quán Tiên xin kính chúc xin kính chúc Đảng bộ, chính quyền cùng toàn thể nhân dân phường Hội Hợp năm mới đến mọi điều như ý, mừng xuân sang, vạn sự thành công, Hội Hợp văn minh, bình yên và thịnh vượng. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân. Như vậy là chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân mới Giáp Thìn 2024 của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Một lần nữa ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo ở thành phố, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Hội Hợp đã luôn quan tâm tạo điều kiện để cho các câu lạc bộ và toàn thể nhân dân chúng ta có một sân chơi hết sức ý nghĩa nhân dịp đầu xuân năm mới. Và một lần nữa ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn tất cả các câu lạc bộ, các anh chị em diễn viên. Xin trân trọng cảm ơn toàn thể nhân dân đã đến xem và cổ vũ. Cảm ơn các anh chị em phục vụ và cảm ơn các đồng chí phóng viên đã đến dự và đưa tin. Một lần nữa chúc mừng năm mới. Ban tổ chức xin được thông báo các đơn vị tham gia giao lưu cử đồng chí bí thư chi bộ hoặc tổ trưởng tổ dân phố đến bàn đại biểu gặp đồng chí cùng mình. Chúng tôi sung túc mọi nơi cùng đón xuân về và chung muôn nhà đều yên vui cùng ấm no, xóa bỏ những ưu phiền, xóa hết mọi đau buồn, đem yêu thương đến muôn nhà, chào một năm mới yên bình. Bởi vì Tết là Tết xuân về, cầu sung túc mọi nơi cùng đón xuân về và chung muôn nhà đều yên vui cùng ấm no, xóa bỏ những ưu phiền. Bởi vì Tết là Tết xuân vầy, cầu dung túc mọi nơi cùng đón xuân vầy.